Một chiếc tàu du lịch sang trọng đang chạy trên biển, 600 người trên tàu bị dây thép cắt thành đôi, một bé gái người hơi thấp đã may mắn thoát nạn, mà con tàu cũng biến mất trên biển, như bốc hơi khỏi nhân gian, 40 năm sau con tàu này lại xuất hiện lần nữa. Liệu trong đó có ẩn giấu bí mật nào đó không? Tại sao nó lại biến mất? Để biết mọi chuyện ra sao thì cùng mua phim hay tìm hiểu ngay nhé! Tháng 5 năm 1962, những vị khách đang hưởng thụ trên du thuyền sang trọng của Ý, Antonio đang chạy êm ả trên mặt biển. Ca sĩ Francesco đang hát một bài hát kinh điển trên sân khấu, còn người đàn ông mặc bộ đồng phục màu xanh là quản lý của nhân viên phục vụ. Anh ta chủ động mang rượu đến cho thuyền trưởng và phó thuyền trưởng. Ở một góc khác có cô bé Katie rất xinh đẹp trông có vẻ không được vui cho lắm. Vì muốn cho cô bé vui vẻ nên thuyền trưởng có lòng tốt đã chủ động mời cô bé khiêu vũ. Mọi người đều đang nở những nụ cười vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ dường như thật bình yên, nhưng bọn họ đều không biết có người đã sắp đặt một sợi dây thép chắc vào mảnh trong bong tàu khi kẻ đằng sau đó bắt đầu khởi động. Sợi dây thép vượt qua trong giây lát, những vị khách còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả mọi người đều bị đứt ra làm đôi. Katie thấp hơn sợi dây nên đã tránh được, nhưng người thuyền trưởng đang ôm lấy cô bé thì không được may mắn như vậy. Trước mặt toàn là xác chết, cô bé đã hét lên một cách tuyệt vọng. 40 năm sau, nữ chính Maureen là một nữ hảo hán bản lĩnh có kỹ năng bơi tuyệt vời. Cô cùng với những người cộng sự đã thành lập một đội tìm kiếm cứu hộ, công việc chính là nhận tiền từ những ông lớn, rồi giúp bọn họ tìm những đồ vật bị đánh rơi xuống dưới nước, hay là vứt những con tàu bị chìm. Buổi tối hôm đó, khi mọi người làm xong việc, đã đến một quán rượu để ăn mừng, chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ dài. Một người đàn ông nhút nhát ngồi trong góc đã chủ động lên phía trước bắt chuyện. Anh ta tên là Jack, là một phi công. Anh ta phát hiện một con tàu xa xỉ không chủ ở trên biển. Jack đã mời những thành viên của đội có thể đến đó một chuyến để xem xét. Jack rất nghiêm túc đã thương lượng với các thành viên sẽ chia cắt với tỷ lệ 1.9. Điều kiện là phải để anh ta đi cùng đến đó. Như vậy cả đội đã tập hợp khi trời sáng thì liền xuất phát. Ở đây xin được giới thiệu cho mọi người những thành viên trong đội. Lần lượt là nữ chính mạnh mẽ Maureen, đội trưởng đa mưu Túc Trì Son, người đàn ông cao to Greer, tóc dài bất cần đời săn tốt và đốt tóc trắng. Còn có người cầm lái Mandy nữa. Vài ngày trôi qua, mọi người cuối cùng cũng đã phát hiện được vị trí của con thuyền khổng lồ đó thông qua radar. Son có kiến thức sâu rộng, chỉ cần nhìn một phát là có thể nhận ra. Đây chính là con thuyền Antonia ra nổi tiếng. Tháng 5 năm 1962 đã biến mất ở trên biển, trở thành một trong những hiện tượng bí ẩn vẫn chưa được giải đáp trong lịch sử cận đại. Mọi người đều nóng lòng bước lên con tàu, còn Greer và Jack Nagan thì vẫn ở lại tàu để tiếp ứng. Jack thấy không vui, rõ ràng là anh ta phát hiện ra con thuyền, nhưng tại sao lại không để anh ta đi cùng chứ? Bởi vì cậu nhát gan đó, dễ ức hiếp đó. 40 năm đã qua nên mọi thứ trong con thuyền sớm đã mục nát. Nghe nói lúc đó trên thuyền có tổng cộng 600 hành khách. Trong lúc nói chuyện, Santos tóc dài bước hụt, suýt nữa thì bị rơi xuống dưới. Trong lúc Maureen cứu Santos, vô tình phát hiện ra Katie đã may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát 40 năm trước trên bong tàu. Cô bé ngay sau đó đã biến mất. Nữ chính chỉ nghĩ là do mình bị hoa mắt. Trong một diễn biến khác, Dot và Santos đã phát hiện một chiếc đồng hồ điện tử trong phòng điều khiển, rõ ràng không phải là đồ vật của 40 năm trước. Điều này có nghĩa là bọn họ không phải những người đầu tiên bước lên con thuyền này để tìm kho báu. Trùng hợp chính là động cơ của con tàu kéo lại xảy ra sự cố không đúng lúc. Mọi người chỉ có thể vừa sửa chữa con tàu vừa tìm kiếm những đồ vật đáng tiền để mang về, bởi vì theo luật pháp quốc tế, những tài sản vật chất ở trên biển sẽ thuộc về người phát hiện ra nó. Điều này cũng có nghĩa là những đồ vật trên con thuyền này đều sẽ thuộc về bọn họ. Các thành viên trong đội phải ở lại đây vài ngày. Maureen tìm thấy một bể bơi ở trên con thuyền, bên trong sớm đã không ăn rồi. Maureen phát hiện bức tượng bên cạnh bể bơi có lỗ đạn và vô số vỏ đạn còn sót, lại chứng tỏ ở đây có lẽ đã từng xảy ra thảm sát. Cô cảnh giác đang định nói chuyện này cho những thành viên khác, nhưng lúc cô đang chuẩn bị rời khỏi đây, cô bé Katie kỳ lại một lần nữa xuất hiện, làm Maureen sợ hãi vô cùng. May mà có Jack đã kéo cô lên. Jack trấn an Maureen, có lẽ chỉ là do có người tập bắn ở trong bể bơi đó mà thôi. Sau khi hai người rời khỏi đó, những lỗ đặt ở trong bể bơi đó từ từ chảy ra nước màu đỏ. Dần dần ở trong bể bơi đó đã chứa đầy nước màu đỏ. Suy đoán của Maureen không hề sai, ở đây đã từng xảy ra một vụ tàn sát. Vậy những thi thể đó đã đi đâu rồi? Sau đó cô đã đưa Jack đến phòng giặt ở dưới con tàu. Ở đây có một miệng cống, cô thiện tay đã mở miệng cống đó ra. Nhưng không ngờ lúc đó vô số thi thể đã được cuốn ra theo dòng nước. Theo như quan sát độ phân hủy của những thi thể này, những người này chưa chết được một tháng trước khi bọn họ lên con thuyền này không lâu, thì những người này đã chết ở đây rồi. Cùng lúc đó, Son đã một mình đến phòng làm việc của thuyền trưởng. Ở trên mặt bàn còn có một ly rượu mới. Son hiếu kỳ đang chuẩn bị uống một ngụm, vừa ngừng đầu lên thì thấy hình bóng của thuyền trưởng đó ở trong gương. Mẹ ơi, ở đây không phải thật sự có ma đó chứ?
chứ. Ở một diễn biến khác, thành viên Gia cũng đang ở trên con tàu tìm kiếm những đồ đáng giá. Đột nhiên một giọng hát kỳ lạ vọng đến. Brilliant theo giọng hát đến một sàn nhảy. Ở trong gạt tàn vẫn còn điếu thuốc chưa cháy hết, bên trên có vết son môi còn sót lại. Rhea tuy nghĩ là do thành viên khác hút để lại nên không nghĩ nhiều mà rời khỏi đó. Nhưng anh ta không biết người ca sĩ mặc váy đỏ năm đó hát trên sàn nhảy đang đứng một góc lạnh lùng nhìn mình. Morgan và Jack không dễ dàng gì mới thoát khỏi phòng giặt ủi thì kỳ lạ liền bước vào một căn phòng khác. May mà ở đây lại giấu biết bao nhiêu là vàng. Mẹ ơi, nhiều vàng như này, mọi người không kiềm lòng được mà cắt tiếng cười, cũng không thèm quan tâm đến đám ma quỷ gì đó nữa. Bây giờ bọn họ chỉ nghĩ làm thế nào để mang đống vàng này rời khỏi. Chỉ có Maureen là cảm thấy nên đem đống vàng này giao cho cảnh sát biển, bởi vì nhiều vàng như thế này không thể không trình báo được. Cô không muốn vì chuyện này mà phải gặp rắc rối. Maureen không muốn số vàng này, cô chỉ muốn mau rời khỏi đây mà thôi. Nhưng lúc các thành viên đang thu dọn chuẩn bị đem số vàng rời khỏi đây thì động cơ trên con tàu kéo đột nhiên bị dò dỉ khí ga một cách kỳ lạ làm nổ tung tất cả. Người lái tàu sẽ là người đầu tiên chịu trận. Sau đó đến Greer bị thương nặng đã được Maureen cứu. Mọi người bắt đầu trách móc Jack, đều tại cậu. Nếu không phải là cậu đề nghị đến đây tìm kho báu thì chúng ta đã không bị nhốt ở đây thế này. Những thành viên lúc bình thường vô cùng khăng khít cũng bắt đầu trách móc lẫn nhau, thậm chí còn gây ra ẩu đà. Chỉ có Son lặng lẽ ngồi một góc không nói gì. Không ai tự trách mình hơn anh ấy vào lúc này. Anh ấy nhấc cơ thể mệt mỏi của mình đến phòng của thuyền trưởng, cầm chai rượu trên bàn lên uống ực ực. Son mơ hồ ngẩng đầu lên thì thấy thuyền trưởng bị sợi dây thép cắt đứt làm đôi vào 40 năm trước đang rót rượu và đưa một album cho anh ấy. Con tàu trong ảnh có tên là Lori Lai và cũng là con tàu ma nổi tiếng trong lịch sử. 40 năm trước thuyền trưởng đã phát hiện ra con tàu ma này. Trên con thuyền không hề có một ai mà chỉ có vài dương vàng mà thôi. Thuyền trưởng đã liền chuyển số vàng này lên tàu của bọn họ. Không ngờ 2 ngày sau, trên tàu của bọn họ đã xảy ra một cuộc tàn sát vô nhân đạo. Thuyền trưởng không nói gì mà liền đưa cho Son một tấm ảnh. Anh ấy xem xong thì kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc đây là bức ảnh gì mà khiến đội kinh ngạc đến vậy? Ở một góc khác, Santos và Đô đã mở những hộp đồ ăn từ 40 năm trước ở trong nhà bếp. Cũng không biết hai người bọn họ nghĩ gì mà mở những hũ này ra ăn. Điều ngạc nhiên đó chính là những vụ đồ ăn này không hề bị biến chất. Ái chà, vị cũng không tệ, thêm một miếng nữa nào, hết miếng này đến miếng khác. Thức ăn ngon miệng này đã trở thành món dầu protein yêu thích của họ. Cảnh quay chuyển đến Morinco lại vào một căn phòng khác. Trong phòng có đồ chơi búp bê vải, còn có váy của bé gái nữa. Rõ ràng chủ nhân của căn phòng này là một bé gái rất khéo và cẩn thận. Morin mở tủ quần áo ra, không ngờ ở trong đó treo một bộ xương khô. Bộ xương này là của Cathy. Linh hồn của cô bé đột nhiên xuất hiện sau lưng nữ chính. Cô bé nói người trên thuyền đều chết hết rồi. Linh hồn của rất nhiều người đã trở về quê hương của mình. Còn lại những linh hồn bị đánh dấu không thể thoát ra khỏi con thuyền này. Cô bé chưa nói xong đã bị một lực lượng tự nhiên thần bí nào đó kéo đi. Chỉ còn Morin vẫn đứng yên tại chỗ chưa hết bất ngờ. Greer cũng gặp phải hiện tượng thần bí. Một mình anh xuống sân nhảy mượn rượu giải sầu. Trong trước mắt cái sân nhảy rách nát quay về thời điểm 40 năm trước. Cô ca sĩ Francesca xinh đẹp bước lên nhảy với Jim một khúc trước sự tán thưởng của mọi người. Greer vừa nói, tôi đã có vợ, con tôi là một người rất đoan chính. Vừa hôn lên môi cô ta, ngay lúc anh muốn tiến thêm một bước với cô ca sĩ thì bị cô dẫn dắt đến chỗ thang dây rồi đẩy ngã xuống. Cứ như vậy, Greer háo sắc trở thành vật hy sinh thứ hai. Son cầm lấy bức ảnh lảo đảo bước ra khỏi phòng của thuyền trưởng, không ngừng gọi tên đồng đội. Nhưng lúc này anh ta như bị ma điều khiển, trước mắt anh đồng đội thân thiết đã biến thành ác quỷ tới đoạt mạng. Son bắt đầu tấn công Margin một cách điên cuồng. Ngay lúc Margin sắp bị giết, sách lao tới dùng báng súng đánh mất Son. Murder và Dot đánh ta vào nơi chứa nước để anh ta bình tĩnh lại. Sau đó mọi người hợp sức lại định sửa chữa lại con tàu, khống chế hướng đi để nó cập vào hòn đảo gần nhất. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Mọi người tin rằng không bao lâu nữa là họ có thể cập bến. Tối hôm đó, Morgan lại nhìn thấy linh hồn của Katie lần nữa. Thông qua tiếp xúc, Katie tái hiện lại chuyện xảy ra vào 40 năm trước. Hóa ra người mặc đồ màu xanh đứng đầu đội phục vụ đã đưa đàn em của mình lên tàu, bỏ độc vào thức ăn hại chết tất cả các quan khách đã ăn cơm trên tàu. Sau đó khởi động dây thép đã được cài sẵn trên bom tàu, cắt đôi tất cả các hành khách đang nhảy múa. Katie vì thân hình thấp bé mà thoát khỏi màn này. Tiếp đến, chúng dồn tất cả những người còn lại vào bể bơi tiến hành tàn sát. Trong một đêm, hơn 600 người bỏ mạng. Cô bé cũng hy sinh trong đêm đó. Chủ mưu của tất cả chuyện này là ca sĩ váy đỏ và phó thuyền trưởng, dùng vàng bạc trên tàu để mua chuộc thủ hạ bán mạng cho mình. Phó thuyền trưởng bịa ca sĩ xúi dục đã giết chết tất cả thủ hạ của mình. Ngay lúc hắn cho rằng có thể cầm vàng bạc châu báu sống với ca sĩ đến trọn đời thì điều không ngờ tới nhất đã xảy ra. Hắn chết dưới tay của cô ca sĩ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Hóa ra người đứng sau cô ca sĩ mới là trùng cuối.
Trùng cuối bước ra từ trong bóng tối ôm hôn ca sĩ một cách thân mật. Cuối cùng cô ca sĩ cũng chết thảm dưới một cái bẫy mà hắn đã thiết kế sẵn. Tay của cô còn bị đóng một dấu ấn. Ống kính quay gần hóa ra trùng với chính là Jack, người tưởng như vô hại nhất đội. Jack chính là người dẫn bọn họ lên con thuyền thám hiểm. Hắn cũng là người cứu cô hết lần này đến lần khác, là người đã đánh mất Son. Ngay khi Malin hoàn hồn lại, cô nhanh chóng chạy đến nơi nốt Son. Cuối cùng cô vẫn đến chậm một bước anh ta đã bị dìm chết. Trên tay anh ta vẫn cầm theo tấm ảnh của Jack. Hóa ra khi trưởng phát hiện kho báu không lâu, ông đã cứu được Jack người đã trôi nổi trên biển vài ngày. Ai mà ngờ được Jack là ma quỷ, nhưng biết rằng khi họ nhận ra thì đã quá muộn. Jack xé bỏ lớp mặt nạ lương thiện giả dối, giết chết Man, cuối cùng còn đánh với Dot một trận. Trong trận hỗn chiến bắt cướp lấy súng bắn trúng Jack, nhưng vũ khí của nhân loại không thể làm hại hắn ta. Cùng lúc đó, Marin vào khoang tàu cày bom, định đưa cả con tàu lẫn đống vàng bị nguyền rủa chìm vào đáy biển. Jack nói với Marin tất cả những linh hồn trên con tàu hầu như đều có tội. Những linh hồn tội lỗi đều được hắn ta đánh dấu và khống chế. Còn những linh hồn vô tội không chịu sự khống chế, ví dụ như cây tia ấy vô tội nên mới có thể hiện thân trước mặt Marin, nói cho cô tất cả những việc đã xảy ra trên tàu. Jack là sứ giả của ma quỷ, chuyên giúp ông chủ của mình thu thập những linh hồn tội lỗi. Vì thế hắn đã không ngừng kéo những người vô tội lên tàu, đánh dấu những linh hồn tội lỗi. Đợi đến khi tập hợp đủ 1000 linh hồn, hắn sẽ đưa chiếc thuyền đến chỗ của ma quỷ, dùng nó để đổi lấy một sinh mệnh vô tận. Jack mong rằng hắn có thể là một giao dịch với Morgan. Tôi để cô sống, cô đừng làm nổ con tàu này được không? Được con mà anh ấy, Morgan tránh được. Jack dùng nỏ khởi động kíp nổ, trong nháy mắt con tàu bao trùm trong biển lửa. Jack và con tàu ta bị nổ thành cho bụi. Dưới sự chỉ dẫn của Cathy, Morin tìm được lối thoát. Quả bom đã phá vỡ sự giam cầm, từng mảnh vỡ chìm xuống, hơn 600 linh hồn theo đó mà lên thiên đường. Không biết chơi nổi bao lâu, Morin được một con tàu đi qua cứu giúp. Sau khi thuyền cập đến, họ đưa nữ chính đang bất lực đưa vào xe cứu thương. Bạn cho rằng câu chuyện đến đây là kết thúc ư? Cuối bộ phim, Marin nhìn thấy thuyền viên đang đưa những hòm vàng bị nguyền rủa lên tàu. Theo sau đó là Jack người đã chết từ lâu. Cuộc tàn sát của ma quỷ sẽ không bao giờ kết thúc. Bộ phim tới đây là hết mất rồi. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!